tức định cộng với không. Thì ở đây câu phủ định của thời quá khứ đơn, tại sao mình xác định đây là quá khứ đơn này em? Vì đây nó là gì? Có từ yesterday, các bạn cầm bút lên chép câu này vào. Ghi từ gì? Yesterday, nhớ chưa? Yesterday là quá khứ đơn gạch chân vì chúng ta mới học, hoặc là chúng ta ôn lại, chúng ta phải ôn thật kỹ, thật sâu để khi mà người ta trộn lẫn các thì với nhau thì mình đều gì? Nhìn được là tại sao câu này tôi chia thời past simple đúng không? Bởi vì nó là có quá khứ đơn. Yesterday. Gặp chị chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là gì đây? Yesterday là quá khứ đơn. Tại sao là quá khứ đơn? Thì lúc nãy là có ngày hôm qua, đương nhiên nó phải đã xảy ra rồi, nên các bạn có didn't. Đi vào bài đi. Didn't go. Ở đây nào, dạy quá khứ đơn dạy bên ngoài. Các bạn học được đổi chương trình đấy. Học trước. Ghi vào. Didn't go. They come gạch chân cho cô từ gì đây bạn gì nhỉ bạn Nhi nào cầm đi luôn vào đúng rồi tốt tại sao gặp trên last này vì từ này cho chúng ta thấy đây là còn chia thời gì ôi rồi màu quá ờ quá khứ đơn thì viết vào là come biến thành gì quá khứ đơn của come là đúng rồi come biến thành came tốt come next cô mời bạn Minh Ngọc nào có từ last week nhớ bao giờ cũng tìm sẵn từ trước cho cô gạch chân từ gì rồi thì ở đây phải chia thời past simple it biến thành gì đúng rồi tốt it come next cứ lần lượt nha bây giờ cô sẽ theo thứ tự này bạn Nhi sẽ trả lời trước xong đến bạn Minh Châu và đến bạn gì Minh Ngọc cứ thế mà làm tiếp tục a few minutes ago gạch chân từ câu câu tiếp theo câu 4 nào đâu bây giờ phải đến bạn Nhi chứ bây giờ đến bạn nào nhỉ Nhi chứ à thế là thế bây giờ đến Minh Châu đấy tí nữa lại quay lại là bạn Nhi à xong đến bạn Minh Ngọc xong đến bạn Châu đúng không ừ, thế rồi tiếp đi bây giờ là đến bạn nào đây bạn Châu drink biến thành từ gì rồi drink tiếp come next bạn nào bạn đi ghi số thứ tự nhớ vào nhá thế mới trả lời thôi phủ định đấy not đấy thì phải là gì rồi come next rồi tốt do this còn những cái bài này chúng ta chỉ xác định là các cái dạng biến đổi của động từ quá khứ thôi còn đây câu question cô hỏi đảo cái gì lên Châu nào mở sẵn mic ra đến lên mình thì mở sẵn mic ra rồi tốt F là V gì V không rồi very good come next tiếp đi em đúng rồi didn't make là không làm đúng không didn't make là không làm đấy một cái bữa ăn ngon cho chúng tôi đúng không đã không làm đấy. Chef, Master Chef là gì? Bếp trưởng còn Chef cũng là gì? Người đầu bếp đã không làm một cái đĩa ngon ngon cho chúng tôi, được chưa? Còn câu hỏi của quá khứ đơn các bạn đảo gì lên? Đảo đứt lên, được chưa? Đứt cộng chủ ngữ cộng V không? Thì đây câu hỏi của số 9 là gì em? Đúng rồi, các bạn phải là đứt He take V không? À, V không của take thì vẫn là take rồi. Number 10. Say thì biến thành quá khứ là gì? Said. Rồi, come next. 11. Đúng rồi. Chỗ này là to be của quá khứ đơn phải biến thành gì? Bình thường hiện tại là I am, quá khứ sẽ thành was, se, số ít, được chưa? Number 12. Yesterday. Ok, very good. It was sunny day. Kể lại đúng không? Hôm qua. Rồi, nắng nắng hôm qua thôi chứ không hôm nay nắng đâu. Rồi, come next. Be not. Come next, bạn nào đây Châu đây. Đúng rồi, weren't là were số ít số nhiều đây. Đúng rồi, bởi vì student của các bạn là có SC ngày mai đi thi người ta cho student là không có SC thì các bạn phải chia số ít nhá. Weren't
Rồi, were là đủ chứ đừng có mà vừa were lại vừa didn't nữa thì mình chết. Tiếp 14. Rồi, tốt, wasn't. Rồi, very well. 15. Question here. Đảo to be the pattern là gì đây? Party. Rồi, của SC nha, Bachi này có số ít thôi. Bachi bữa tiệc thì số ít, các bạn chia là của SC, nó không có đuôi số nhiều gì cả. Ok, so now we just reveal about the tense. Past simple. Do you understand? Các bạn hiểu bài không ạ? Cứ đơn cơ bản nó chỉ có như thế.